Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam ngày 23 tháng 10 năm 2021 của mình ngày hôm nay. Thì như anh chị em đã biết thì hôm nay trên kênh của mình thì ăn được tất cả các đài của miền Nam luôn nha, rất là rực rỡ luôn. Đài Vĩnh Long thì ăn được con 61 ngay đuôi nha. Còn ở Đài Bình Dương á thì kênh của mình về được con 64 ngay đầu và con 64 ở cái giải tiếp theo ha. Còn ở Đài Trà Vinh thì kênh về được con 67 nha. Chúc mừng tất cả anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn nếu mà anh chị em nào muốn có số đẹp, số chuẩn, muốn được tư vấn hỗ trợ về bờ một cách an toàn và muốn có những cặp số thật đẳng cấp thì hãy nhanh chóng liên hệ với số Zalo trên màn hình, số Zalo 0338 140 645 để được tư vấn hỗ trợ về bờ một cách an toàn. Còn tiếp theo đây là mình sẽ chia sẻ cho anh em tham khảo trong ngày 23 tháng 10 gồm các đài là thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước và Hậu Giang. Còn ở đài thành phố Hồ Chí Minh thì ngày mai mình dự đoán là cái cặp 57 75 nha anh chị em mình. Anh chị em hãy tham khảo nha. Còn về đài Long An thì mình sẽ dự đoán cho anh em cái cặp 39 và 93 nha. Anh em nếu thấy thích thì có thể mua tờ giấy số để cầu may. Còn nếu mà muốn có số đẹp thì hãy liên hệ với số Zalo. Còn ở Đài Bình Phước thì mình sẽ dự đoán cho anh em là cái cặp 25 52 nha. Anh em cùng tham khảo với mình nha. Ở Đài Hậu Giang thì mình chốt lại cho anh em cái cặp là 28 82. Anh chị em hãy tham khảo nha. Anh chị em hãy tham khảo và muốn tư vấn hỗ trợ thì hãy liên hệ với số Zalo nha. Còn nếu mà anh chị em thích thì có thể là mua tờ giấy số cầu may, những số trên kênh luôn nha. Chúc tất cả anh em gặp nhiều tài lộc trong ngày mai 23 tháng 10.